xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato và hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người một cái mẫu nhà biệt thự 2 tầng mái Nhật được chúng tôi thiết kế cho gia đình bác Quân tại xã Hiện Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Thì ngôi nhà này có gì đặc biệt thì lát nữa tôi sẽ đi vào trong căn nhà này để chia sẻ với tất cả mọi người những cái công năng mà bên công ty chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình bác. Và bác Quân có nhờ bên công ty chúng tôi là tiến hành thiết kế cho gia đình bác một ngôi nhà biệt thự 2 tầng mái Nhật theo phong cách hiện đại từ tháng 2 năm 2019 và chúng tôi đã về đây để tiến hành khảo sát toàn bộ phần đất và tiến hành lên cái phương án thiết kế để làm sao nó có một cái ngôi nhà phù hợp với toàn bộ cái khuôn đất của gia đình nhà bác và yêu cầu của gia đình bác. Và hôm nay thì công trình đã hoàn thiện cho nên chúng tôi sẽ về đây để quay lại cho các bạn để các bạn có thể là nhìn thấy một cái công trình mà từ trong bản vẽ nó đi ra thực tế nó sẽ giống nhau và khác nhau như nào. Vâng, và các bạn có thể nhìn vào toàn bộ những cái chi tiết ở bên ngoài mà chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình bác các bạn nhé. Đấy là những cái mảng màu mà chúng tôi phối vào để nó nổi bật lên toàn bộ cái hình khối, cái kiến trúc của công trình của gia đình bác. Thì các bạn có thể nhìn thấy những cái chi tiết mà vẽ thì nó không quá cầu kỳ nhưng mà nó vẫn tạo nên một điểm nhấn rất là đặc sắc cho toàn thể công trình của gia đình nhà bác Quân. Các bạn có thể nhìn thấy vào được những đường kẻ chỉ ngang tường này, rồi những cái phần là chỉ lõm, chỉ lồi ở cái phần cửa sổ này đều được chạy quanh theo cái thân nhà để làm sao nó tôn lên cái hình khối của công trình. Và hai cái mảng màu của gia đình sử dụng chính là cái mảng màu trắng đây được sử dụng cho phần ngoài cột và cái mảng màu nâu đậm ở trong này để sử dụng làm cái điểm nhấn các bạn nhé. Và toàn bộ cái cổ trần cổ nhà này đấy, thì đều được là sử dụng cái mảng màu nâu đậm để làm sao nó tăng cái điểm nhấn cho công trình. Và cái phần bệ dưới của công trình các bạn nhé, thì chúng tôi thiết kế cho gia đình bác là 3 bậc tam cấp và kết hợp vào đấy những cái phần bệ này được chúng tôi là tiến hành là ốp đá vào đấy. Những cái phần đá này nó sẽ tôn thêm cái hình khối và tăng cái nét nổi bật cho toàn thể công trình của gia đình bác. Kết hợp với ở phần trước này chúng tôi sẽ tạo cho gia đình những cái tiểu cảnh để là có thể trồng cây, mang cái thiên nhiên vào công trình. Đấy, các bạn có thể nhìn thêm các cái phần hệ cột cũng được chúng tôi là thiết kế to để làm sao nó phù hợp với cái hình khối của công trình và toàn bộ cái phần bệ cột ở dưới này cũng được chúng tôi là ốp đá để tăng điểm nhấn các bạn nhé. Và toàn bộ cái phần thềm, đấy cái phần bậc thềm này thì đều được gia đình là sử dụng bằng đá ốp lát tự nhiên để là tăng cái tính thẩm mỹ cho toàn bộ cái phần sảnh chính, sảnh đón của công trình của gia đình nhà bác. Và toàn bộ ở phần cột cũng được là gia đình sử dụng những cái chi tiết đèn đề co, những cái đèn mâm ốp để sao nó phù hợp với chi thẩm mỹ của gia đình đề ra. Các bạn có thể nhìn thấy cái hệ nhà mái Nhật này được sử dụng là toàn bộ những cái hệ đèn mắt trâu chạy viền xung quanh ở đây. Đấy, nó lấy sáng và nó tăng thêm cái tính thẩm mỹ cho công trình của gia đình nhà bác Quân. Và bây giờ thì các bạn sẽ nhìn qua những chi tiết mà ở cửa sổ các bạn nhé. Những chi tiết cửa mà gia đình bác sử dụng là hầu hết là bằng gỗ palo kính, cả chất liệu là gỗ lim Nam Phi các bạn ạ. Kết hợp với những cái tấm kính mạng lớn để lấy ánh sáng xuyên vào cả cái phòng mà sử dụng ở trong công trình. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn bộ là những cái công năng mà bố trí thực tế ở phía bên trong mà chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình bác Quân. Ở đây chính là khu vực sảnh đón các bạn nhé. Thì khu vực sảnh đón này được chúng tôi thiết kế cho gia đình bác để làm sao các cái khẩu độ của cửa để mở ra nó không bị kích và thứ hai nữa là nó phải phù hợp với toàn bộ hình khối của công trình. Và cái phần mà cửa sổ này thì được chúng tôi là cửa chính này được chúng tôi là thiết kế cho gia đình bác là 4 cánh các bạn nhé. Cửa này là một hệ cửa 4 cánh để làm sao nó phù hợp với cái nhu cầu đi lại và phải phù hợp với toàn bộ hình khối của ngôi nhà. Các bạn có thể nhìn thấy những cái chi tiết đục chạm ở đây được gia đình bác là chăm chút cầu kỳ và các bác thợ là phải hoàn thiện một cách rất là tỉ mỉ để làm sao nó đạt cái tính thẩm mỹ cao nhất cho công trình. Và toàn bộ cái phần sảnh đón này thì gia đình bác là sử dụng đá ốp lát tự nhiên để phủ lên toàn bộ cái mặt sảnh này để tăng thêm cái độ sang trọng cho công trình của gia đình nhà mình. Và ở khu vực phòng khách ở trước mặt các bạn đây thì sẽ có diện tích là 26,62 m², kết hợp với một khu vực phòng thờ rộng 11,44 m², tức là toàn bộ không gian hình chữ L này nó sẽ có diện tích khoảng tầm là 38 m² các bạn nhé. Đấy, không gian phòng thờ, đấy, đây là không gian phòng khách. Và toàn bộ cái không gian chung này thì gia đình sẽ sử dụng là cái hệ trần thạch cao các bạn ạ. Hệ trần thạch cao được giật 2 cấp đơn giản kết hợp với cái hệ đèn mắt trâu, đèn led giải màu để tăng thêm cái điểm nhấn, kết hợp với cả cái đèn đề co ốp tường xung quanh. Nào, nó sẽ tạo lên một cái nét sang trọng cho toàn thể công trình của gia đình nhà bà Quân. Ở đây thì bà Quân sẽ sử dụng một cái bộ bàn ghế, đấy, nó phù hợp với toàn bộ không gian kết nối với ra ở khu vực kia là một khu vực sảnh phụ các bạn nhé. Thì khu vực sảnh phụ thì bác sử dụng là cái cửa hai cánh, đây, cửa hai cánh, đấy, và nó sẽ phù hợp với cho không gian này của gia đình nhà bác. Và ở khu vực phòng thờ thì chúng tôi bố trí cho gia đình bác đầy đủ các cái sập thờ đặt ở đâu để nó phù hợp với phong thủy và gia đình bác là bố trí đầy đủ các cái sập thờ rồi bàn cơm rồi bức đại tự câu đối để làm sao nó phù hợp với không gian tâm linh của gia đình nhà bác Quân.
Rồi bây giờ ở khu vực tầng dưới này chúng tôi sẽ bố trí cho gia đình bác một khu vực phòng bếp phòng ăn rộng 12,69 m² các bạn nhé. Thì khu vực phòng bếp phòng ăn này cũng được là sử dụng toàn bộ bằng cái hệ trần thạch cao kết hợp với các cái hệ đèn led downlight, đèn led mặt trời để là lấy ánh sáng cho công trình. Và chúng tôi cũng mở ra một cái cửa để kết nối ra cái phần sân ướt và cái phần bếp phụ ở phía bên ngoài. Thì trong công trình bếp này thì bác cũng sử dụng toàn bộ bằng chất liệu là gỗ thịt hết để làm cái phần tủ bếp kết hợp với các cái phần tủ gạo thông minh rồi các phần bếp điện từ máy hút mùi sẽ được bố trí làm sao để nó khoa học nhất trong không gian bếp của gia đình nhà bác. Và ở khu vực tầng 1 này thì chúng tôi còn bố trí cho gia đình là hai khu vực phòng ngủ các bạn nhé. Thì phòng ngủ thứ nhất thì có diện tích là 12,18 m². Thì phòng ngủ này là đang có em bé sử dụng cho nên là chúng tôi sẽ không mô tả được cho các bạn một cách chi tiết nhất. Và phòng ngủ thứ hai mà chúng tôi bố trí cho gia đình bác thì có diện tích là 11,99 m², cũng sử dụng là toàn bộ cái hệ cửa này là hệ cửa bằng nhựa lim nam phi để kết nối vào khu vực phía bên trong. Và trong khu vực này thì chúng tôi cũng bố trí đầy đủ các cái thiết bị giường tủ rồi bàn ghế làm việc để làm sao nó có sự tương quan không gian nhất định để là gia chủ có thể là sử dụng một cách là thuận lợi nhất. Và cũng sử dụng là toàn bộ cái hệ cửa là bằng gỗ lim nam phi kết hợp với cả cái ô kính để lấy ánh sáng cho không gian phòng ngủ này để đảm bảo cái ánh sáng là phải được nhiều nhất cho không gian phòng ngủ các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn là không gian tầng 2 để các bạn có thể hình dung được toàn bộ công năng mà chúng tôi đã bố trí cho gia đình bác trong tổng thể công trình này. Vâng, và đây là không gian tầng 2 mà chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình bác Quân các bạn nhé. Đầu tiên là một không gian sinh hoạt chung. Thì không gian sinh hoạt chung này được chúng tôi thiết kế có với diện tích là 17,83 m² và được bố trí các cái hệ cửa đầy lề ánh sáng. Đấy, thì các bác có nhìn thấy toàn bộ cái phần hệ cửa mà gia đình bác Quân sử dụng toàn bộ là bằng cửa gỗ các bạn nhé. Để làm sao nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của gia đình. Và ở trên tầng 2 này thì chúng tôi sẽ bố trí cho gia đình bác là 3 khu vực phòng ngủ các bạn nhé. Đầu tiên là phòng ngủ số 1 ở tầng 2. Thì phòng ngủ này sẽ có diện tích là 12,19 m² và cũng sử dụng là toàn bộ cái cửa đi vào là bằng chất liệu gỗ lim nam phi có khuôn bao. Và phòng ngủ này hiện tại là đang có người sử dụng cho nên tôi sẽ không thể giới thiệu được. Và tôi cũng nói với các bạn là toàn bộ cái phòng ngủ mà chúng tôi thiết kế cho gia đình bác Quân thì đều được lấy ánh sáng tự nhiên một cách rất là đầy đủ để là đảm bảo cái nhu cầu sinh hoạt một cách là thuận lợi nhất cho gia chủ để sinh hoạt một cách thoải mái trong phòng ngủ của mình. Và ở đây sẽ có một cái phần cửa để kết nối ra cái phần ban công ở phía trước bạn nhé. Thì các bạn có thể nhìn thấy những cái hình ảnh phần ban công này ở phía bằng flycam để chúng tôi cung cấp cho gia đình. Tiếp theo là hai khu vực phòng ngủ còn lại. Thì phòng ngủ còn lại được chúng tôi thiết kế cho gia đình bác với diện tích là 12,96 m². Đây, cái phòng ngủ này có diện tích 12,96 m² các bạn nhé. Và các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cái hệ cửa cũng được sử dụng là bằng chất liệu là gỗ lim nam phi có khuôn bao kết hợp với các cái hệ cửa ở phía trước là bằng chất liệu là gỗ palo kính để lấy ánh sáng không khí tự nhiên một cách là đầy đủ nhất. Và phòng ngủ số 3 ở tầng 2 thì phòng ngủ này được chúng tôi thiết kế với diện tích là 12 m². Đấy, phòng ngủ này cũng được chúng tôi bố trí làm sao nó đầy đủ toàn bộ cái thiết bị giường tủ bàn ghế để là phục vụ cho nhu cầu sử dụng của gia đình và cũng sử dụng cái cửa đi vào là bằng chất liệu là gỗ lim nam phi có khuôn bao. Và ở đây là một cái khu vực nhà vệ sinh. Thì cái khu vực nhà vệ sinh chung này được chúng tôi thiết kế cho gia đình với diện tích là 4,2 m². Và trong đây sẽ bố trí đầy đủ các cái thiết bị vệ sinh, thiết bị sân vòi, bồn bệt, thiết bị sưởi và thiết bị nóng lạnh để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của gia đình. Vâng, và vừa rồi tôi vừa chia sẻ với các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật theo phong cách hiện đại được chúng tôi thiết kế cho gia đình bác Quân tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và nếu các bạn đang quan tâm đến mẫu biệt thự này thì hãy cho chúng tôi những lời nhận xét ở phía bên dưới. Hoặc nếu các bạn đang muốn thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà vườn hay một mẫu nhà 2 tầng, 3 tầng theo ý định và nguyện vọng của gia đình thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi có thể về tận nơi trực tiếp tư vấn khảo sát thiết kế cho gia đình mình một cái mẫu nhà mơ ước. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về mẫu nhà đẹp trong chương trình lần sau.